mấy chục người, và có mấy người kia nó nói rằng tất cả cái dàn người đó được trên dưới 100, chưa tới 100. Và nhớ tới cái lúc những các cái cuộc biểu tình và dịp Tết nhận biết cái Việt Weekly mấy chục ngày đêm đó, thì mình thấy là cả mấy ngàn người đấy, mà còn tới bây giờ đó thì cái phong trào chống cộng bây giờ nó ọp ẹp lắm rồi, và coi như rằng thì là không làm sao mà gây quỹ được. Nếu mà nó có chính nghĩa thì người ta cũng sẵn sàng, người ta cho, người ta ủng hộ. Thành ra có những cái lần mà tôi nhắc lại, quý vị còn nhớ là tôi nhắc lại vào trước, và đã có cái nhà văn Du Tử Lê, ông ấy nói có cái bài thơ là khi tôi chết hãy đem tôi ra biển đời lưu vong cái gì đó cả. Đây mới là một trong những các cái mấy cái tâm trạng thực sự của những người mà đi qua nước Mỹ đội lốt với cái danh nghĩa là đi tìm tự do, không sống được với cộng sản. Thế nhưng mà đi qua bên Mỹ thì thấy người Mỹ nó không rau cam mình, mình trở thành ra một cánh nặng cho nước Mỹ. Và mấy người này thì chế giễu nhau là mấy ông già lấn cấn ăn tiền già, gọi là đoàn quân 800, tức là cái SSI hay là cái gì đó, là cho 800. Thì 800 đó là coi như rằng thì là nếu mà dành dụm trả tiền nhà, đóng góp tiền cơm tiền kiếp thì may ra thì mới đủ được. Thành ra khi mà bị mà dư luận, bị con cháu, bị cái xã hội hiện tại của nước Mỹ nó giết móc rằng thì là đoàn quân 800, thì theo tôi ơi, tôi thấy rằng thì là nó cũng nhục nhã lắm. Cho nên tôi mới đặt cái vấn đề là có lẽ là chúng ta phải lập cái hội vuốt mắt nhau để cho cái lấn cấn nó qua đi, chứ không thì là với cái tuyên truyền láo liếu của truyền thông hải ngoại này đó thì mình coi như rằng thì là mình chết không nhắm mắt. Hồi nãy là bác có nói đến Hứa Trung Lập, thì không biết là bác có xem TV cho thấy là Hứa Trung Lập cũng có lên ngồi nói chuyện với ông Du Mi, đúng không ạ? Cũng có nói về cái vấn đề này, thì không biết bác có xem những cái chương trình đó không ạ? Nhớ rằng thì là tôi khi mà tôi đến cái khu Big Family đó thì là tôi vào trong đó, tôi tìm cái hôm mà kỷ niệm cái bà con tôi có một cái đưa đám. Cảm ơn anh. Đưa đám thì là mình mới thấy thì là tôi vừa mới đậu vào trong đó thì tôi thấy ông Hứa Trung Lập chạy ra, mà tưởng là tôi có người nhà chết hay là thân chủ gì đó, thì tôi mới nói là tôi vào đây để tôi tìm hôm qua đó tôi có đánh rớt cái gì, tôi ngồi ở trong một cái đám ma nào đó tôi đánh rớt cái bón cái biết gì đó. Thì ông mới chỉ tôi bảo là đi vào trong kia xem là nó sẽ vào đó, xem là có ai đánh rớt gì không. Thế thành ra đấy, nhắc tới ông Hứa Trung Lập thì mình mới thấy rằng thì là đây là một trong những người mà gọi là sống cái cuộc đời mà biết tìm một cái nơi, biết tìm một cái job để mà nó kế cận với những các cái người Việt di tản. Tới giờ này người còn người mất cũng nhiều lắm rồi, cho nên tôi thấy rằng cái vai trò của ông Hứa Trung Lập là ông hình như là có hai năm cái gì đó, thành ra ông ấy đã tìm ra một cái job rất tốt. Và khi tôi mới qua Mỹ đó thì mấy thằng con cháu tôi nó bảo thì là nước Mỹ này nó là một trong những các cái nước mà tư bản và nó sống bằng quảng cáo.
thì bác sẽ thấy là cứ thỉnh thoảng các flyer nó gửi tới là những các cái đám những cái người mà lo vấn đề hậu sự, lo vấn đề chết chóc rồi bán đất rồi đồi big family rồi thì là đồi này đồi kia đó, những nơi an nghỉ đẹp lắm. Thì mới nhớ rằng thì là lại trở lại cái việc mà ông Lý Tống mà được tỷ phú Hoàng Kiều làm cái đám ma cho Lý Tống đó, thì là tôi lại thấy là một cái bọn nuôi hận thù này, nó nói rằng thì là ông Lý Tống này đó là ông ấy đội lốt dưới cái danh nghĩa mà thương tiếc một người ó đen, một cái người Lý Tống là một trong những cái người mà gọi là gan dạ trong cái công chuyện của để mà bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa, bảo vệ cái đời phi công của ông mới gì đó, thì là thì mấy cái thằng thối mồm ở đây cái nó nói thì là ông tỷ phú Hoàng Kiều đó là đội cái mũ đội cái nhân danh để mà đưa Lý Tống, nhưng mà đã mua được một cái chỗ đất rất tốt và hai ba mộ và thành ra đó là mười mấy lô nguyên một khu, tức là ông nói là ông tính mua để làm nguyên một cái khu lăng mua mười mấy miếng luôn thay vì là để chôn từng miếng đó bác, nghe nói là 8 miếng hay là mười mấy miếng gì đó. Thành ra đó giờ này thì là còn thêm một cái nữa là mua mấy cái miếng đất đó đấy, thì coi như rằng thì là để cho những các cái anh em chiến sĩ nằm bên cạnh nhau, nhất là Lý Tống trong những ngày cuối cùng ấy thì là Lý Tống cũng cô đơn lắm, hình như là có người anh người yết lo chăm sóc, gần như là cái cộng đồng này nó bạc bẽo lắm, nó bỏ rơi người ta, thành ra đây mới là một trong những các cái mà để mà mình nói một phần là cái cộng đồng này nó là một trong những cộng đồng nó tiêu bạc giả, một cái nữa là nó là bọn nước mắt cá sấu, và một mặt khác nữa đó thì cũng giống như là tôi nói có thể rằng thì là hơi phạm thượng, hơi nghĩa là gây phản cảm là cái câu chuyện rằng thì là cái cá tính của người dân Việt Nam đó, và tôi cứ nhắc lại cái câu là bạc như dân, bất nhân như lính, mình phải nhận diện rõ cái gốc gác, cái bộ mặt của con người Việt Nam của mình. Thành ra đó mà cái lúc chuyến trước thì tôi cũng cứ hay bảo mồm bảo biết, tôi nói là thì là bên cạnh những thằng Việt Việt Gian thì phải có ngay những Việt Gian và đấy là cái lý do mà người Việt Nam tồn tại được ở bên cạnh một cái người người Hoa xấu tính đầy tham vọng, chứ còn mà nếu mà mình mà gọi là bộc trực, mình mà thẳng như ruột ngựa đó thì có thể là dân tộc Việt Nam bị tiêu diệt rồi. Vâng. Ý bác nói là giống như Ukraine với Nga bây giờ đó. Vâng. Tức là phải có chiến tranh, phải đối đầu mà một mất một còn, mà cái cơ nguy bị mất nước là nhiều hơn là tồn tại. Vâng thưa anh, thành ra là ví dụ như Ukraine chẳng hạn thì Khải Đào đưa ra coi như là một cái gương mới, một cái đề tài mà chúng ta sẽ phải thảo luận. Thì cái về Ukraine thì là tôi nhớ rằng thì là bây giờ đó là ông tổng thống Pháp ông ấy chạy đi chạy lại để ông ấy tìm một cái giải pháp hòa dịu giải quyết cho cái cuộc chiến ở bên Ukraine. Và ông tổng thống Pháp thì là tất nhiên là ông tổng thống Pháp là Macron đây, kêu gọi Tập Cận Bình thảo luận với Nga để chấm dứt cuộc chiến tranh Ukraine. Và thành ra và cái kết luận đó
thì các nhà bình luận thì người ta nói rằng thì là cuối cùng thì người Nga đã gây cái cuộc chiến đó thì người Nga sẽ giải quyết cái vấn đề đó thì nó mới đúng. Còn ông tổng thống Pháp cái gì đó thì cũng muốn làm một cái con voi, cái vai trò của nước Pháp là bây giờ nó cũng yếu lắm rồi, nhưng mà cái nền văn minh của Pháp đó, đây là một cái cơ hội tốt để mà nước Pháp dù sao chăng nữa thì cũng cứu những các cái đồng minh Tây phương của cái người da trắng. Dạ vâng, trước khi cháu đi qua những cái đề tài của cháu đó, không biết bác có những cái đề tài gì bác muốn trình bày trước, bác có thể là trình bày, bác cho cháu mấy phút cháu chạy ra xe cháu lấy cái nón. Bây giờ bác có cái đề tài gì mà bác muốn trình bày, tức là bác đã chuẩn bị, bác muốn chia sẻ. Vâng, thì tôi vừa rồi là tôi nhắc lại cái chào cờ của đầu tháng của vụ Phan Kỳ Nhân. Yeah. Rồi thì là tôi nhắc lại cái cuộc chiến Ukraine, và có thể rằng thì là Tổng thống Pháp đã ngửi thấy rằng thì là cái cuộc chiến đó nó đã tới lúc mà rất là thuận lợi để mà người Pháp nhảy vào để mà can thiệp. Bởi vì nước Pháp thì bây giờ cũng yếu lắm, một trong những cái nước mà sau đệ nhị thế chiến đó, thì nước Pháp coi như rằng thì là nước Pháp được lúc bây giờ là được đại diện bởi cái đại tá De Gaulle, tướng De Gaulle chạy sang bên Anh tị nạn. Tới lúc mà cuộc chiến của thế giới tự do nó thành công thì người Pháp ông ấy mới đi về nước để mà ông ấy lập tên cái nền đẹp ngũ Cộng Hòa. Nãy bác nói là bác muốn nói gì đến bài viết gì của cô Đặng gì đó. Đặng, dạ, bác trình bày nó, bác chờ cho mấy phút trong ra xe chỗ lý cái nó. Dạ, cháu mời bác trình bày, bác cứ nói luôn mấy đây. Cái hôm nay đó thì bên cạnh những các cái thương tiếc lễ chào cờ đầu tháng tư rồi thì là Tập Cận Bình thì là có cái vấn đề là thương tiếc Đặng Mỹ Dung và ngàn giọt lệ rơi. Về cái bà Đặng Mỹ Dung này đó thì tôi nghĩ rằng thì là bài viết một bài mà hết sức là có giá trị và nó nói lên cái thảm cảnh của chiến tranh và chỉ có coi như rằng thì là chúng ta sẽ khóc hết nước mắt, khóc và gọi là ngàn lệ rơi đó. Và Đặng Mỹ Dung này thì hôm vừa rồi tờ báo Người Việt tưởng nhớ bà Đặng Mỹ Dung với cái tác phẩm Ngàn Giọt Lệ Rơi. Thì bà này lại có một cái tên khác nữa là Young Grand, là điệp viên CIA Đặng Mỹ Dung, và cũng lại là một cái tay gớm ghiếc, một cái điệp viên cái người đàn bà đó trong cái chiến trường đó. Cho nên tôi ban nãy mà tôi cứ nhắc là cái vai trò của người phụ nữ Việt Nam nó rất là nó đúng xứng đáng là con của Trưng Trắc Trưng Nhị, xứng đáng là ngay gần nhất với mình đó. Thì tôi nhớ có một cái bài của một cái ông của một cái nhà văn này mà tôi nghĩ rằng thì là cái nhà văn này hình như nó hơi có gốc Tàu, tức là ông Hồ Giấy. Đây cho phép tôi đọc trong lúc chờ đợi thì cái bài này nó ngắn thôi, nó có 5 đoạn. Cô gái Việt Nam ơi, từ thuở sơ sinh gặt đặt rồi, tôi biết tình cô u uẩn lắm, xa nhau đành
chỉ nhớ nhau thôi. Cô chẳng bao giờ biết bướm hoa má hồng, mỗi tiết mỗi phôi pha, khi cô vui thú là khi đã bồng bế con thơ đón tuổi già. Đây là cái hình ảnh của cái người phụ nữ Việt Nam anh giác đã cái kết luận của cái bài thơ năm khúc này thì là cô gái Việt Nam ơi, nếu chữ hy sinh có ở đời, tôi muốn làm vàng muôn khổ cực cho lòng cô gái Việt Nam tươi, muốn vinh danh để làm vàng cái cô gái Việt Nam, chứ không phải danh thì là mấy cái quý vị mà ở trong cái sở rác và la mới lại được cống lại cho bằng khen thưởng với gì đó là tất cả đấy. Cái bọt mà nó không những là nó một cái bọt nó bán hàng giả mà nó chơ chén mà không ạ, nó chơ chén mà cải đào mấy cái người nói thì là nó có, không có thần kinh mắc cỡ mấy cái gì đó thì là đó là cả một trong những các cái mà câu hỏi đặt ra cho chúng ta đó, mới hiểu rằng thì là những các cái người như là cụ Phan Kỳ Nhân, Phan Tấn Ngưu mới lại gì đó cả thì cũng một trong những các cái người mà cũng vất vả lắm trong cái cụ ấy cũng thừa biết giờ này đó cái hàng ngũ của cụ ấy chống cộng sản và tay sai đó nó dẻo dạo lắm rồi nhưng mà vẫn cứ phải tâm lao theo lao, vẫn cứ phải tiếp tục dạo trước thì còn biểu tình liên tục, giờ này thì một tháng mới biểu tình một lần, đi ra tượng đài chẳng biết thành ra cái nỗi niềm của những các cái người lãnh đạo cái cuộc mà nuôi hận thù bán hàng giả như cụ Phan Tấn Ngưu, như là cụ Phan Kỳ Nhân thì đấy mới là một trong những các cái người mà đứt từng khúc ruột ở trong lòng, mặt ngoài thì tươi nhưng mà trong lòng thì héo hon lắm rồi. Thưa anh, đây mới là một cái lời mà tôi nghĩ rằng cũng nên thông cảm. Và một trong những các cái cũng để nói về cái tiếp nối với lại cái ngàn lệ rơi đó thì cho phép tôi đọc một cái bài thơ của cái ông Bùi Bảo Trúc, tức là cái ông phát ngôn viên Việt Nam Cộng Hòa đó, một trong ông mà tôi thấy là có trình độ lắm. Thì cái hồi mà sau này đó thì ông ấy viết mà một cái bài này tôi in ra, tức là đây tôi in ra thì ông ấy là nhật ký không ngày tháng của ký giả hạng bét Bùi Bảo Trúc, phát ngôn viên Việt Nam Cộng Hòa. Bùi Bảo Trúc phát ngôn viên Việt Nam Cộng Hòa là tôi nói, còn ông chỉ nói là nhật ký không ngày tháng, không ngày tháng của ký giả hạng bét. Đây là mà nói về Việt Nam Cộng Hòa thì bây giờ là người ta vẫn cứ nhắc lại nhớ một chiều Sài Gòn ơi, tôi nhớ một chiều này một chiều kia, một chiều nắng ấm rồi một chiều gì đó một thoáng Sài Gòn rồi thì đây nhân dịp để mà nhắc lại cái ông Bùi Bảo Trúc này đó, để mà tôi có một cái nhìn nó khác. Tôi là già rồi, tôi nói chuyện cho nó vui đây. Thank you.
tuy bóc bỏ trong hòa bình này mời bác tiếp tục ạ. Vâng, ủa bác mở ra rằng chị bác mình đang làm chương trình. Vâng, đây là chương trình cái này để mà ăn một tí là phải coi đi ạ. Tôi cũng thấy đói và hôm nay để ăn chay à. Hồi giờ ăn cái tàu hủ chiên này thôi nha. Tàu hủ này nếu vậy là để cháu tắt máy đi rồi mình chút nữa mình làm tiếp rồi bác dùng bữa xong mình làm tiếp. Dạ. Vâng, để tôi vâng từ giờ thì nha. Thank you.